chụp ngược vô mới đẹp. Chụp phải không? Chụp hay quay? Không, em quay. Quay hả? Em quay. Rồi được chưa? Ổn chưa? Cầm kèm nghe là ổn chưa? Giờ xong chứ chanh chưa? Da này không có làm móng à? Nói vậy không là em tự cắt gì thôi. Hôm lâu em lấy chai sơn kim tuyến, khỏi kim tuyến. Trời da hết trơn nó không cắt chưa. Thật sợ lắm. Được chưa? Nhỏ ở đây nó chưa có làm nè, mày qua bánh đi, nó là con lấy sơn. Mày làm đi còn hồi sơn luôn, chỉ ở làm đi rồi hồi gì chỉ cho sơn. Con làm đi, làm cho nó đi rồi hồi con sơn luôn. Đây nè. Cắt da đi rồi hồi chỉ cho sơn. Dễ. Cắt da có sơn dễ. Không dễ đâu à. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Đó là chị. Ừ. Ừ, cầm đi đó. Chắc đó nó nắng gì mà thấy bệnh thiệt tình chứ. Chắc nó 2 giờ mấy. Qua nắng cháy da. Tụi giáo nó hơn nói là mới làm. Xong rồi nó không đẹp. Nó nhỏ này nó mới làm mà mới làm qua có 2 người cái nhiêu. Nguyên bộ đồ, nguyên. Ờ mà làm được luôn á. Nó làm nguyên bộ đồ, nguyên bộ chứ. Bạn chọn ta có 3 tiếng ngớm nữa. Mà làm đẹp sợ luôn á, đẹp luôn. Từ đó giờ không mặn. Sơn luôn. Mấy bà này có mặn đâu. Trời ơi, năm năm 10 năm chị trước chưa tới giờ chưa làm. Đó giờ mới mặn. Mà làm cái đẹp luôn. Có chạy cái kem cắt móng đó. Đó đó chị mới luyện đâu đó đó. Nè, chị bự đó. Được chưa? Hai bay làm được chưa? Cho mấy cái nghiệp. Kêu một người lại cho mấy hai mấy cái nghiệp. Chắc cho gần đây chứ kêu người lại. Thiên nghiệp. Lái xe được 2 giờ ngồi chắc hết trơn luôn. Chạy được mà điện thoại xui sớm giờ đêm cả chục người mà nỡ bà viện thì dài mà chưa không mà đã bắt máy chà máu rồi. Coi mà sao phòng luôn á chứ sưng gì cưng phòng tay luôn tại vì biết sao không cưng biết sao mà phòng không cưng gồng cưng gồng lên thấy không mình cắt cái mình sợ cầm cái kèm không được đó cái mình gồng nên cái tay mình nó đau còn mình thả lỏng ra nó không có đau nên từ từ sưng lam sưng kiểu mà chở má như này năm làm đó. Không, vậy là... đâu nóng vậy đâu năm làm đi năm mới làm hàng ruộng mấy năm hai quân gái quá thợ là móng mà gái của cũng ngồng là móng mới lòng cắt cái chanh về ruộng thôi ra vậy mới cắt cái chanh rồi nó học mày muốn 25 triệu học tiền không móng không ừ bữa 25 triệu còn mấy 25 triệu để nhà môn văn trình sơn và hai mươi rưỡi nói vậy mà mấy đứa cái đó là sơn gieo sơn gieo nó mới hấp nó mua cái đồ hấp cha mày đau cha mày đau tiền đi học không là hai cái người ta không của cô nó bỏ này bỏ rồi mày không tốn tiền mẹ cái này nhà nước coi trơn à cái anh chị con có rồi sơn kiểu rồi đừng chạy bán cho em cái cuốn sáu mình nói vậy mà 2 ngày rồi được có nản hả tốt rồi mới cầm kìm bữa hồng tay cắt cái chanh nữa hồng tay tứ hết không
điện kêu ông tiền chạy chứ không gì cũng không mà. Như em mê đàn như ta. Chỉ đồ re mi fa sol thôi cũng phòng tay. Để quen cái hồi cái mình lên da. Quay lại gì rồi coi lại học không được. Thôi được mà làm được đó. Cái học tủ. Không có nghề gì mà có thầy. Tự nhiên làm không được. Chụp ngược vô mới đẹp. Chụp phải không? Chụp quay. Không, em quay. Quay hả? Em quay. Rồi được chưa? Ổn chưa? Cầm kìm vậy là ổn chưa? Ừ. Giờ xong chứ danh chưa? Nay đi lộn cô đi người này mới có mới. Lộn chứ biết sàn sàn lại chứ biết ai chờ biết ai đâu đâu. Giúp tôi đi dành đi chợ đi hai đơn trước đơn sang đơn. Bước ra ở trong nhà đen à? Đen trắng à? Hai màu chủ đạo. Trên cho đụng tới bên trên luôn nha. Cái phao nè. Ha, à, cho đụng tới trên luôn. Dạ. Nè mấy cái chỗ mà cái móng của người ta cái phao nó lận lên trên nó cần lấy con tay cần đè xuống cái ngón này nè. Cái hai ngón này nè. Đè cái này xuống này nè, đặt mình sơn hai bên này cho clip nè. Đó, mình nó không clip rồi thôi bỏ đi. Kéo lần nữa là nó sập dưa. Đó. Bẻ hai cái thịt xuống cái đầu nó lận cái móng lên nó dễ sơn. Cố gắng sơn đừng để cho lem. Bây giờ thấy chưa? Này ta có nước rửa lấy khăn chùi cho. Cái này nó bị bọng hả? Vậy hả? Về tôi làm những cái sưng nó đau là tôi xúc vô cho nó khỏi trơn ha. Mặt nó không có vô. Tao bị móng hoài vậy ha. Cho nó móng em. Nó móng rồi thay thôi. Tha vô. Bị chết thả hồi thôi. Nè. 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 Bị chết thả hồi thôi.